Vâng, em Tùng Nguyên hôm nay xin chào tất cả các bác. Em sẽ giới thiệu và báo giá cho tất cả các bác toàn bộ các cái dòng bát 20 combo 20 loa full, bát 20 gân mút nắp loa cây nắp loa nằm và bát 25 nắp loa nằm nắp loa cây, phân tần cho các dòng loa nằm 20 25. Đây là những cái dòng loa cho chất âm rất hay, các bác cùng tham khảo cái đôi bát 25 rất là khủng của dòng Martin. Bình thường các cái dòng từ 17 này chỉ có dòng gân vải thôi, nhưng hôm nay em nhập từ gân mút từ trong 7 con 63. Con này có tiếng từ to này giúp cho tiếng trống rất sâu và công rất khỏe. Gân mút xốp, con này xương sắt và xương rất là dày để đỡ được cái củ bát từ 17 này. Từ 17 và côn của nó là 63. Đấy, côn 63 bát 25 Martin gân mút nhá. Con này có tiếng trống rất sâu và mềm, anh em đánh âm đi khỏe một chút và đánh đẩy thoải mái, tempo. Bát 25 Martin và khi chơi nó loa nằm thì phối ghép với cặp phân tần KTV 211. Một bát 2 tép giấy hoặc một bát 4 tép giấy mình sử dụng phân tần này. Mở thùng loa nằm ra các bác chỉ được xem cái hộ nó, cái phân tần của nó chỉ có một con bát, à một con tụ, một con trở thôi. Nhưng bộ phân tần này nó nguyên cả bo mà đầy đủ để cho anh em chơi loa nằm tiếng tép nó sẽ hay. Con này đặc điểm tiếng tép của nó rất là sáng và lầy. Đấy. Cái đôi bát 25 Martin này là 1.1.000 bao ship, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Hôm nay em bảo với tất cả các bác toàn bộ phụ kiện để anh em thay ra đây. Còn đôi KTV này của nó là 400. Đây là phân tần KTV 211 dùng cho loa nằm. Còn đâu đây là một đôi bát 20 gân mút của BNC. Từ 140 và côn 38 xương sắt. Con này gân mút xốp. Từ 140 côn 38. Con này thì của nó chỉ có giá là 600.000 cặp bao ship, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đây là bát 20 gân mút. Chuyên các dòng loa cây của loa nằm. Các bác lưu ý nhé, các cái dòng mà gân mút như này thì nó rất là lợi về tiếng trống và mềm tiếng. Còn gân vải như thế này thì nó sẽ là tiếng ca. Còn đây là combo loa full 20 của BM. BM từ 140 và côn 51 bát 20. Hàng chính hãng của công ty BM. Đây là các bác nhìn này, côn nó 51 nhá. Và model là 8AZ630, hàng chính hãng BM. Hai bát 20 bình thường ta chỉ ghép tép 350, nhưng hôm nay mình ghép tép hẳn 450. Tép 450 từ 120 côn 14. Đây là tép 450 JBL. Còn phân tần của nó thì là phân tần BA-5. Sẽ sử dụng là 2 bát 1 check kèm, có bóng cầu chì để chống trái, 2 bát 1 check kèm. Các bác có thể sử dụng 1 bát 1 check được, 2 bát 1 check cũng được. Đấy. Cái bát 20 BM thì là cùng dòng này em có dòng Mary sẽ rẻ hơn một chút, còn dòng BM là 1.1.000 một cặp. Bao ship rồi, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em sẽ gửi qua đường bưu điện các bác nhé. Các bác xem video nào chia sẻ ủng hộ em đi. Và đôi tép JBL này có giá 450 một cặp. Từ 120-14. Anh em quan tâm đến linh kiện nào hỏng, sửa chữa, thay thế, dựng mới, hãy liên hệ em để đặt mua những cái mẫu linh kiện hàng mới và hàng tuyển để cho đôi loa nó sẽ hay hơn. Và các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho bên Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng nhé.